Chương 1 Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cô cả người mặc quân trang của nam tử ngồi ngay ngắn trên ngựa, hai chân thon dài kẹp hai bên thân ngựa, lưng thẳng tắp, cô có dáng người cao ngất, chỉ là bóng lưng cũng có tư thế hiên ngang như vậy, khiến người mơ màng, nếu như xoay người lại, không biết sẽ mê đảo bao nhiêu thiếu nữ xuân tâm nảy mầm. Cô như vậy, lại đóng vai nam tử chém giết trên chiến trường, vì quốc gia, vì dân tộc, vì lão cha lớn tuổi, nàng cam nguyện giấu đi mái tóc dài đen ống như tơ, giấu đi vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, cầm lấy đau thương, giống như nam tử chém giết ngoại địch, khuôn mặt xinh đẹp của nàng tôi luyện phong sương, chiến tranh mài nhẵn đầu ngón tay dài nhọn của nàng. Trên ngón tay mềm mại non mềm vốn nên theo hoa lại tràn đầy vết chai, khuôn mặt xinh đẹp vốn nên nhu hòa lại tràn ngập sát khí, nhưng mà hết thảy những điều này không làm nàng trở nên thô bỉ. Ngược lại vẻ ôn nhu của nàng lại làm tăng thêm một phần khí khái hào hùng của nam tử, xinh đẹp cao thấp khó phân biệt khiến người càng thêm si mê nguyên soái trẻ tuổi đang nhìn nàng người huynh đệ hắn tín nhiệm nhất nơi góc tối bắn ra cung nỏ lỗ tai nàng khẽ nhúc nhích mũi tên nhọn đồng thời bắn ra trường thương gãy nhẹ xoay người lại lưu loát mấy cái lập tức đánh tan mưa tên đánh lén nguyên soái nàng là lá chắn của nguyên soái bảo vệ cờ xí bảo vệ khát khao bảo vệ thủ lĩnh của tướng sĩ biên quan nàng như thải điệp nhẹ nhàng vẻ đẹp dung hòa cả mềm mại và lưu loát trong chốc lát trên chiến trường dường như chỉ có thân ảnh hơi gầy của nàng trường thương quơ múa như làm hoa mắt người toàn bộ mưa tên bắn về phía nguyên soái đều bị nàng ngăn lại chư vị tướng sĩ nhao nhao trầm trồ khen ngợi nhưng thân ảnh uyển chuyển này lại ngã xuống trên bờ vai sáng loáng cắm một mũi tên nguyên soái bay vọt qua bất chấp thân phận của mình đau lòng ông nàng vào trong ngực một khắc này nữ nhân khẽ nghiêng mặt qua lộ ra dung mạo mang theo khí khái hào hùng lại xinh đẹp không gì sánh được của nàng. Cu. Đạo diễn vỗ tay một cái, cảnh này diễn rất tốt. Đến lúc đó nghiêng nghiêng bổ sung thêm khuôn mặt tái nhật đập vào trong ngực nguyên soái là được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút chuẩn bị cảnh tiếp theo. Tiền lung lung mới vừa rồi còn ở trong ngực nhân vật nam chính liền trở mình nhảy ra ngoài, nhìn cũng không thèm nhìn nhân vật nam chính và đạo diễn, trực tiếp đi tìm người của đoàn làm phim lấy cơm hộp cho tới trưa đều làm thế thân, thật sự là đói chết cô rồi. Đúng vậy, đối với tiền lung lung mà nói, không có mệt nhọc, chỉ có đói khác. Vẻ mặt của người trong đoàn làm phim có mối quan hệ thân thiết với tiền lung lung khi nhìn thấy cô giống như cái bản màu muôn màu muôn vẻ. Thừa dịp đạo diễn không chú ý liền túng tiền lung lung vào trong góc, đưa cô một chồng cơm hộp, nói thật, trước khi quen biết tiền lung lung, Người trong đoàn làm phim chưa bao giờ biết thì ra cơm hộp là dùng lượng từ chồng để tính. Anh ta đánh giá tiền lung lung từ trên xuống dưới thật sự không rõ trong thân thể nhỏ bé như vậy rốt cuộc làm thế nào mà ăn được nhiều cơm như vậy mỗi lần khi tìm tiền lung lung đóng thế nghe được điều kiện cơm hộp cô đưa ra người trong đoàn làm phim liền muốn khóc tiền cơm hộp của tiền lung lung so với tiền lương của cô còn nhiều hơn may mà ở trong tổ đóng phim có rất nhiều tai to mặt lớn đa phần đều thích những hộp cơm của riêng mình nhưng vì đề phòng bất trắc cơm hộp này vẫn phải đặt trước từ điểm này mà nói Tiền Lung Lung thật là một vật tốt tiết kiệm lương thực có thể tiếp tục phát triển a. À. Chỉ thấy một cô gái đương tuổi xuân thì gió cuốn mây rào quét sạch một chồng cơm hộp lớn, ăn xong còn nghiêng mắt nhìn anh, ý tứ tôi chưa ăn no. Hôm nay còn gì nữa không? Người trong đoàn làm phim khó khăn nói, hôm nay Minh Tinh tiểu phấn hồng tới một tí, tất cả mọi người là diễn viên quần chúng cần ăn cơm hộp, cô muốn ăn nữa, bọn họ sẽ không có cơm. Mỗi lần thảo luận vấn đề ăn cơm với Tiền Lung Lung người trong đoàn làm phim đều có một loại cảm giác không cách nào tiếp tục được nữa bởi vì ánh mắt kia của tiền lung lung tạo cho anh ta một loại cảm giác mình sẽ bị ăn sạch không phải còn có của anh sao tiền lung lung vô cùng thức thời nói cô cũng không đoạt cơm hộp của những diễn viên quần chúng khổ cực khác người trong đoàn làm phim tôi cũng là người tôi cũng sẽ đói một hai bữa không đói chết người tiền lung lung vỗ vỗ bờ vai của anh ta thuận tay túng nút thắt tròn màu vàng trên quần áo anh ta xuống người trong đoàn làm phim. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.